Chiều nay, đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo đề án đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương có buổi làm việc với thành phố Bến Cát về kết quả thực hiện đề án giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố. Từ năm 2021 đến nay, thành phố Bến Cát đã duy trì nhiều mô hình sáng tạo và cách làm thiết thực, góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên tại địa phương. Đội ngũ nòng cốt của đề án luôn chú trọng nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để đưa ra các đề xuất phù hợp. Tuy nhiên, quá trình triển khai đề án còn gặp một số khó khăn như nhiều nhà trọ xuống cấp khiến hội viên phải di chuyển, ảnh hưởng đến công tác đoàn kết, địa điểm sinh hoạt chưa đáp ứng nhu cầu, kinh phí và điều kiện hoạt động của Ủy ban hội cấp xã còn hạn chế, công nhân thường tăng ca dẫn đến tỷ lệ tập hợp thanh niên vẫn còn thấp. Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo đề án tỉnh ghi nhận những kết quả mà Ban chỉ đạo đề án thành phố Bến Cát đạt được, đồng thời định hướng nội dung và tìm giải pháp cho những khó khăn đơn vị gặp phải trong quá trình triển khai.